Chỉ kịp chịu tang mẹ nửa ngày, nữ sinh nuốt nước mắt vào phòng thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đúng ngày làm thủ tục dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia, nữ sinh Phạm Thị Thu Hà, học sinh lớp 12A chuyên toán, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, đau đớn nhận tin mẹ mất vì tai nạn lao động. Em chỉ kịp về chịu tang mẹ nửa ngày, rồi nén nỗi đau vào phòng thi. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, trong ngày thi thứ hai ở môn Ngữ văn và môn Toán, có trường hợp thí sinh Phạm Thị Thu Hà, học sinh lớp 12A chuyên Toán, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, có mẹ bị tai nạn lao động mất nhưng vẫn nén nỗi đau để đi thi. Được biết Phạm Thị Thu Hà quê ở xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trước đó ngày 21 tháng 6, mẹ em Hà không may mắc do tai nạn lao động. Hôm nay ngày 22 tháng 6, thi thể mẹ Hà được gia đình mai táng theo phong tục của địa phương, đồng thời được gia đình bạn bè thầy cô động viên. Nữ sinh Thu Hà nén nỗi đau thương, tiếp tục giữ thi đầy đủ ngày hôm nay. Thầy Trần Mạnh Sang, chủ nhiệm của em Phạm Thu Hà, lớp 12 toán trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định cho biết. Hoàn cảnh kinh tế gia đình của em Hà rất khó khăn, được xếp vào hộ cận nghèo. Bố mẹ em ở Ý Yên, Nam Định đều làm thợ xây, nhưng em rất cố gắng vươn lên trong học tập. Để nuôi Hà ăn học ở thành phố, cộng với nuôi ba đứa con ăn học ở quê, bố mẹ Hà đã phải bươn chạy rất nhiều. Ngay cả kỳ thi quan trọng của con, họ vẫn lao động như mọi ngày, chỉ mong kiếm thêm chút tiền để chuẩn bị cho một năm học mới nhiều tốn kém. Sau 3 năm chăm chỉ học tập ở trường chuyên, Hà khá tự tin bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia với mong ước sẽ đổ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Vậy mà buổi chiều làm thủ tục dự thi thì buổi sáng em nhận được hôn tin mẹ mất vì tai nạn lao động, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mẹ. Vậy mà em chỉ kịp về để tan mẹ nửa ngày rồi buổi tối quay lại Nam Định để kịp buổi thi sáng nay hà là con cả trong gia đình là chị của ba đứa em thế nên từ trước đến nay hà rất cứng cỏi vững vàng nỗi đau mắt mẹ quá lớn nhưng hà không vì thế mà ngã quỵ em sẽ cố gắng nỗ lực để vượt qua kỳ thi này Hôm qua các giáo viên và phụ huynh đã về chia buồn với gia đình em, động viên em cố gắng làm bài tốt, chỉ mong em nén nỗi đau lại để vượt qua kỳ thi quan trọng này. Những ngày này, bác ruột em sẽ ở lại ký túc xá để lo cơm nước cho em. Các thầy cô, phụ huynh, bạn bè trong lớp cũng thay nhau động viên để em nguôi ngoai bớt nỗi buồn, thầy Trần Mạnh Sang chia sẻ.